Chào mừng mọi người đã đến với ngày cuối cùng trong chuỗi 7 ngày cân bằng nội tiết tố, giúp chị em có một làn da trắng sáng, một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Và trước khi mà đến với buổi học ngày hôm nay thì Hoàng Uyên có một đôi lời muốn chia sẻ với các chị em, là nếu như kết thúc cái chuỗi hành trình này, chị em muốn tập lại thì chúng ta sẽ tập lại cái chuỗi này sao cho thật nhuần nhuyễn và giúp chị em có thể dẻo dai cơ thể hơn. Và nếu chị em muốn tiếp tục các cái hành trình khác về giảm cân này, về đơn giản là chúng ta chỉ muốn có một sức khỏe tốt thôi và tập toàn thân, thì chúng ta có thể đến các cái chuỗi khác của Hoàng Uyên. Hoàng Uyên có trên kênh YouTube và sắp xếp theo từng chuỗi, từng bài một, từ ngày 1 cho đến ngày cuối cùng. Đó, thì chị em có thể tìm sang những cái chuỗi bài tập khác nhá. Còn nếu chị em muốn tập trực tiếp cùng với Hoàng Uyên thì Hoàng Uyên có những cái lớp tập trực tiếp cũng như là kèm PT 1:1. Nếu chị em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Uyên qua cái số Zalo hoặc là cái kênh fanpage mà Hoàng Uyên có để ở kênh mô tả nhá. Rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải thảm da và bắt đầu tập luyện nào. À, nếu có thể thì hãy alo luôn cho một người bạn, dù người bạn ấy cùng tập với mình luôn nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động bằng động tác đứng. Chị em sẽ đan tay và xoay cổ tay, cổ chân. Xoay thật nhịp nhàng. Xoay ngược lại. Rồi, hai tay chống hông, mình xoay khớp cổ. Khi mà chúng ta xoay khớp cổ thì chúng ta hạn chế việc cúi đầu xuống và ngửa lên tối đa. Hãy kiểm soát cơ cổ của bạn. Xoay ngược lại. Rồi, chúng ta nhún chân đi bộ tại chỗ, đồng thời vung tay. Hít thở đều. Đây là chúng ta đang khởi động toàn thân luôn, kết hợp luôn. Rồi, rất tốt. Mình hai chân vẫn mở rộng bằng vai. Xoay cái vai của bạn ra ngoài, hít sâu, hai tay vươn lên cao, kéo giãn trục cột sống. Thở ra, tay trái của mình hạ xuống, nhấc tay phải lên và nghiêng mình sang bên trái, mắt nhìn lên trần. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Thở, hạ tay phải xuống, nhấc tay trái lên và nghiêng mình sang bên phải. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Thở, hạ tay trái xuống, nhấc vai phải và nghiêng mình sang bên trái. Rồi, chúng ta giữ ở đây, hít thở điều hòa. 5 4, mỗi nhịp thở ra thì mình có thể nghiêng sâu hơn một chút nữa nào. 2 1, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên và thở ra, hạ tay phải xuống, nhấc tay trái lên cao và nghiêng mình sang bên phải. Rồi, chúng ta giữ ở đây, thả lỏng vai phải xuống. Làm tốt, mỗi nhịp thở ra mình sẽ nghiêng thêm một chút. 3 nhịp thở nữa. 3 2 và 1, hít sâu, nâng người lên, hai tay vừa lên và thở ra thì từ từ hạ tay xuống. Hai chân của mình bước rộng hơn một chút. Chúng ta hướng các đầu ngón chân vào trong. Hai chân mở rộng bằng vai. Hít sâu, hai tay vừa lên. Thở ra, tay trái của mình hạ đúng giữa thảm, chống bằng các đầu ngón tay, lật ngực, xoay vai và hướng tay phải lên trần, mắt nhìn theo tay. Các bạn đừng dồn lực vào các đầu ngón tay nhé, mình chỉ chống hờ thôi. Dồn lực vào chân của bạn và nếu mình bị căng quá, trùng nhẹ gối giúp Hoàng Uyên nhé. Chúng ta giữ ở đây. Rồi, từ từ đổi bên. Đưa tay phải của bạn xuống thảm, thay chỗ tay trái. Và hít vào, xoay vai, lật ngực, hướng lên trần, mắt nhìn theo tay trái. Rồi, bạn có thể duỗi thẳng chân hoặc trùng nhẹ gối,
tùy vào cái khả năng của bạn. Vòng cuối, đưa tay trái xuống thảm, hít sâu, xoay vai, lật ngực, vươn tay phải lên trần và mình giữ. 5 4 3 2 và 1, rồi tay phải hạ xuống. Hít sâu, tay trái vươn lên trần. Mắt nhìn theo tay mình giữ. 5 4 3 2 và 1, rồi hít vào, hạ tay trái xuống. Hai tay của mình áp sát tai, siết bụng chậm rãi, nâng người thẳng lên. Thở ra, hạ tay xuống, rồi chúng ta di chuyển hai chân về giữa. Rất tốt, bây giờ thì chúng ta sẽ bước về đầu thảm. Chúng ta sẽ đến với một cái chuỗi chào mặt trời để giúp cho mình khởi động toàn bộ cơ thể. Và nếu như chị em không có thời gian tập, hoặc là chúng ta đã thích cái cảm giác mà lặp đi lặp lại hàng ngày mà không cần phải suy nghĩ về động tác, thì chị em cứ tập cho Hoàng Uyên ít nhất là từ 3 vòng chào mặt trời trở lên nhé. Rồi, hai chân của mình mở rộng bằng vai, bám chặt bàn chân xuống thảm, xoay vai ra sau, thả lỏng tay, giữ thẳng lưng. Hít sâu, hai tay vươn lên cao, hai tay đan vào nhau áp chạm lòng bàn tay. Thở, siết bụng, đẩy hông, đẩy ngực, ngả sau. Hít sâu, nâng người thẳng lên. Thở ra, từ từ gập người xuống, giữ thẳng lưng. Hai tay ôm cổ chân và cúi gập người xuống. Thả lỏng đầu cổ và tay vai. Với người mới, các bạn hãy trùng nhẹ gối, bụng áp sát đùi. Hít sâu, hai tay chống xuống thảm, trùng gối, bước chân phải về sau, thật dài, hạ gối phải xuống và chậm chậm nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra, siết bụng, đẩy ngực ngả sau. Hít sâu, hai tay chống xuống thảm, nâng gối phải, bước chân trái về sau. Chúng ta lao người về trước, tấm ván, siết cơ bụng lại. Thở ra, hạ gối, từ từ trùng khuỷu tay về sau, hạ ngực cằm, chạm thảm. Hít sâu, duỗi chân, bụng áp sát thảm, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Mắt nhìn thẳng, trùng nhẹ khuỷu tay. Thở ra, nâng gối, nâng hông, chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài lưng. Hít vào, kiễng chân, đẩy hông, cuộn lưng lao về phía trước. Bước chân phải lên cạnh bàn tay phải. Hạ gối trái xuống và hai tay của mình vươn lên áp sát tai. Thở ra, siết bụng, đẩy ngực ngả sau. Các bạn mắt nhìn lên trần và tập trung đẩy lồng ngực. Hít vào, hai tay chống xuống thảm, nâng gối trái, chậm chậm bước chân trái lên cạnh chân phải. Hai tay ôm cổ chân, thở, cúi gập người xuống. Thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng hai vai. Hít sâu, cuộn đốt sống, chậm chậm nâng người thẳng lên, đầu lên sau cùng và hai tay vươn áp sát tai. Thở ra, hai tay chắp trước ngực. Chúng ta thực hiện lần hai. Hít vào, hai tay ra ngang và vươn lên cao, áp chạm lòng bàn tay. Thở ra, siết bụng, đẩy hông, đẩy ngực ngả sau. Hít sâu, nâng người thẳng lên. Thở ra, giữ thẳng lưng, gập người xuống. Trùng gối nào. Hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Bụng áp sát đùi, thả lỏng đầu cổ, tay vai.
Hít vào, hai tay chống xuống thảm. Lần này chúng ta bước chân trái về sau, hạ gối trái xuống và nâng người lên, hai tay vươn áp sát tai, để cẳng chân phải của bạn vuông góc. Thở, siết bụng, đẩy ngực ngả sau. Hít sâu, hai tay chống xuống thảm, nâng gối trái, bước chân phải về sau tấm ván, gồng sắc cơ bụng, gồng chắc cơ bụng, xốc vai. Thở, hạ gối, tiếp tục hạ ngực cằm chạm thảm. Hít sâu, bụng chạm thảm, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Chung khuỷu tay xuống, tập trung đẩy lồng ngực. Thở ra, nâng gối, nâng hông, chó úp mặt. Duỗi dài lưng. Hít vào, kiễng chân, đẩy hông, cuộn lưng lao về phía trước. Bước chân trái lên cạnh bàn tay trái, hạ gối phải xuống. Bạn có thể duỗi hoặc chống mũi chân và hai tay vươn lên. Thở ra, siết bụng, đẩy ngực ngả sau. Hít sâu, hai tay chống xuống thảm. Chậm rãi nâng chân phải, nâng gối phải lên này. Bình tĩnh, bước chân phải lên cạnh chân trái. Hai tay ôm cổ chân, thở, cúi gập người xuống. Thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng hai vai. Hít sâu, cuộn đốt sống. Thả lỏng tay, chậm rãi nâng người lên. Hai tay vươn lên cao. Và thở ra, hai tay chắp trước ngực. Rồi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Khi chúng ta thực hành xong hai vòng chào mặt trời thôi cũng thấy rằng cơ thể của mình tràn ngập năng lượng rồi. Và cơ thể rất là dẻo dai, rất tốt. Bây giờ chúng ta thực hành tiếp nào. Từ từ hít vào, hai tay của bạn vươn lên cao áp sát tai. Chậm chậm mình kiễng chân lên khỏi thảm, kiễng cao gót chân của bạn lên khỏi thảm, siết bụng, siết đùi. Và mình giữ mắt nhìn thẳng. 5 4 3 2 1 Rồi thở ra, bạn đưa hai tay về phía trước. Chậm chậm mình chung gối, ngồi xuống thật chậm, giữ thăng bằng. Đúng rồi, mông ngồi lên gót chân. Và từ từ mình giữ ở đây, hai tay có thể đặt lên gối, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1 Rồi tốt. Từ từ mình đưa mông ngồi xuống thảm, duỗi thẳng hai chân của bạn về phía trước, rung lắc nhẹ hai chân, thả lỏng. Hít thở chậm. Từ đây bạn giữ nguyên chân phải, co chân trái lại. Bàn chân trái áp sát đùi bên phải. Cân lại hông của bạn nhé, lắc nhẹ hông sang hai bên, cân bằng hông. Khi sâu, hai tay vươn lên cao, siết bụng lại, thả lỏng vai. Thở ra, mình gập người về phía trước 45 độ. Và giữ, bạn nhớ là chúng ta không cuộn lưng và gập xuống như thế này nhá. Mình đẩy ngực lên, tay áp sát tai, duỗi thẳng lưng. Hít vào, nâng người lên, thả lỏng vai. Thở ra, gập người xuống. Rồi từ đây chúng ta giữ, bạn có thể nhấn lên xuống, nhịp nhàng hoặc giữ yên. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ mình đưa hai tay cầm vào bàn chân, duỗi lưng, đẩy ngực và chìm dần người xuống.
Nếu mà bạn cảm thấy căng thì mình có thể đặt hai tay xuống thảm nhé, duỗi lưng đẩy ngược ra. Còn tốt thì bạn đưa hai tay ôm vào bàn chân, gập dần người xuống, hít thở chậm lại, 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1, rồi hít vào, chậm rãi nâng người lên. Hai tay của mình vươn lên cao. Thở ra từ từ, bạn đưa tay trái nắm má ngoài của chân phải được không ạ? Tay trái này nắm má ngoài của chân phải, duỗi lưng đẩy ngực và thở ra. Tay phải đưa về sau, mắt nhìn theo tay vặn xoắn. Hít thở đều, bạn xoay ngực hướng về sau. 5 4 3 2 và 1, rồi rất tốt. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, bạn hạ tay xuống và chúng ta đổi bên. Duỗi chân trái ra và co chân phải lại. Lòng bàn chân phải áp chạm đùi bên trái. Dựng thẳng bàn chân trái của bạn. Hít sâu, hai tay vươn lên. Siết cơ bụng lại và thả lỏng vai xuống. Thở ra, chậm chậm gập 45 độ. Giữ. Duỗi thẳng lưng và đẩy ngực của bạn lên. Hít sâu, nâng người lên. Thở ra, gập lần 2. Và mình giữ ở đây hoặc chúng ta nhún lên xuống nhịp nhàng. 5 4 3 2 1, rồi tốt. Hai tay của bạn nắm lấy bàn chân. Mình đẩy ngực, duỗi lưng và chậm chậm gập người xuống. Hít thở đều. Hít thở chậm. Nếu tốt thì bạn có thể nếu không được, nếu mà bạn cảm thấy căng thì chúng ta có thể đưa tay đặt xuống thảm và duỗi cái lưng của mình ra nhá. Không cần cố gắng chạm vào bàn chân nữa. 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1, rồi hít vào, chậm rãi nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra, bạn đưa tay phải này nắm sang má ngoài của chân trái, xoay vai lật ngực và tay trái đưa về sau, mắt nhìn theo tay trái. Bạn có thể đưa chéo, làm tốt thì đưa hẳn về sau. Hít thở chậm lại. Hít thở đều. 5 rồi, chúng ta lật ngực thêm một chút nữa nào. 4 3 2 và 1, rồi rất tốt. Hít vào, bạn nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra, mình hạ tay xuống. Và từ đây chúng ta sẽ co hai chân lại về tư thế quen thuộc cánh bướm. Lắc nhẹ hông của mình sang hai bên, giữ thẳng lưng và rung lên xuống nhẹ nhàng. Rồi từ đây chúng ta co gối và chống tay về phía trước, nâng người lên tư thế cái bàn. Hai tay của mình mở rộng bằng vai, hai chân mở rộng bằng hông. Hít sâu, siết bụng, võng lưng, đẩy ngực, vươn cằm, đẩy cao hông. Thở ra, cuộn lưng lên cao, rút rốn, mắt nhìn rốn. Hít sâu, siết bụng, võng lưng, đẩy ngực, vươn cằm.
hờ ra, cuộn lưng lên cao, rút rốn, mắt nhìn rốn. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Chậm chậm thở hết ra. Hít vào về tư thế cái bàn. Rồi từ đây chúng ta sẽ bước chân phải sang bên phải. Bạn nhìn nhá, gối của mình vẫn giữ nguyên này, chỉ cẳng chân và bàn chân là bước sang thôi. Rồi chân trái của mình đưa về cuối thảm, thẳng hàng với đầu gối bên phải. Hít sâu, bạn xoay tay trái lên và xoay hướng lên trần. Mắt nhìn theo tay, giữ ở đây. 5 nhịp thở đều nào. 5. Bạn đẩy cái hông về phía trước một chút nhá, xốc cái vai của mình lên không sập. 4. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ mình đưa tay trái áp sát tai, chậm rãi nâng chân trái lên và mình giữ. Hít thở đều. 5. 4. Xốc vai nào. 3. 2. 1. Rồi từ từ mình hạ tay xuống, thu chân về tư thế cái bàn. Và đưa mông ngồi xuống gót chân về tư thế em bé, giãn lưng. Thả lỏng đầu cổ, tay vai. Hít thở chậm. Rồi tiếp tục mình đổi bên. Hít sâu, chống tay, nâng người lên, tư thế cái bàn. Từ đây mình bước chân trái sang bên trái. Mọi người nhìn này, để cái đầu gối trái giữ nguyên, chân bước sang. Rồi chân phải của mình đưa về cuối thảm, được không ạ? Hít sâu, tay phải vòng qua trước, rồi nâng lên trần. Mắt nhìn theo tay, giữ ở đây, hít thở đều. Siết chặt cái cơ bụng của bạn lại. 5. Đừng sập vai bạn nhớ. 4. 3. 2. Và 1. Rồi tay phải của mình áp sát tai, hít sâu gồng bụng, siết đùi, nâng chân phải lên. Mình giữ ở đây, hít thở đều. Các đầu ngón chân mình gập lại hướng về phía trước. 5. 4. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ mình hạ tay xuống, thu chân về tư thế cái bàn thật chậm. Mở hai gối ra, về tư thế em bé, mông ngồi lên gót chân, thả lỏng. Hít thở chậm. Rồi từ đây chúng ta sẽ đưa người nằm ngửa ra thảm, xoay lật nằm ngửa ra thảm. Hai tay của mình ôm gối, cuộn lưng, lăn lưng lên xuống, nhịp nhàng. Giờ mình lăn lưng xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đưa chân trái lên gối phải, được gọi gác lên gối phải nha mọi người. Gác lên bàn chân, cái cổ chân của mình đúng vào cái chỗ gối phải luôn. Rồi
Hai tay chúng ta đan ôm ở sau đùi bên phải, kéo chân xuống một chút. Cảm nhận sự căng giãn của hai chân và sự thư giãn ở thắt lưng của mình. Thả lỏng vai và hoàn toàn cơ thể thả lỏng. Hít thở chậm lại. Và chúng ta đổi bên, đưa chân trái xuống, gác chân phải lên. Hai tay luồn vào sau đùi trái, kéo chân về phía người, thả lỏng vai và hít thở đều. Hít thở chậm lại. Rồi, rất tốt. Mình đưa hai chân về cuối thảm. Đưa hai chân về cuối thảm nào. Hai tay của mình ra ngang. Bạn hãy nằm xuống trên thảm của mình ở tư thế thư giãn. Thả lỏng toàn bộ cơ thể và tìm ra cho mình một vị trí nằm bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hít thở điều hòa, hít thở chậm lại. Hãy thả lỏng trán, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng cổ, vai, gáy, buông thả lỏng đôi tay, đôi chân và thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng tâm trí. Hãy cảm nhận không khí đang đi vào, đi ra chậm rãi qua cánh mũi. Hít thật sâu và thở thật chậm. Hãy cảm nhận sự chuyển động của cơ bụng. Đừng cố gắng kiểm soát hơi thở của bạn. Hãy để nó thật tự nhiên. Đơn giản rằng bạn chỉ cần quan sát. Tiếp tục quan sát sự di chuyển của vùng bụng. Khi hít vào, chúng ta phình căng bụng lên. Và thở ra, ta hóp bụng lại. Hít sâu, hãy cảm nhận nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập trong cơ thể của bạn. Bạn cảm thấy thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Khi thở ra, hãy hoàn toàn thư giãn tất cả cơ bắp trên cơ thể, giải phóng những căng thẳng ra ngoài và hãy để cho tâm trí bạn cảm nhận được sự thư giãn đó. Hít sâu. Thở chậm. Tiếp tục hít sâu và chậm chậm thở ra. Mỗi lần thở ra, hãy cho mình được thư giãn hơn. Thư giãn hơn một chút. Bạn hãy cảm nhận cơ thể của mình đang thư giãn hoàn toàn, tâm trí của bạn thư giãn hoàn toàn. Từng hơi thở len lỏi vào từng tế bào bên trong bạn, tái tạo một cơ thể tràn ngập năng lượng, tràn ngập sức sống. Bạn cảm nhận được sự bình an bên trong cơ thể của mình. Bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc. Hãy khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Thư giãn. Thư
thư giãn. Từ từ bạn đưa ý thức trở về cơ thể, rung lắc nhẹ các đầu ngón tay, ngón chân, nghiêng đầu sang hai bên. Hít sâu, chụp sát hai chân lại, hai tay đan và vươn qua đầu đẩy căng, kéo giãn toàn bộ cơ thể của bạn. Thở ra, thả lỏng, rồi chúng ta lật mình sang hai bên. Lật mình sang hai bên. Rất tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chống tay lên tai về tư thế phần nằm. Hít thở điều hòa. Rồi, từ đây mình co gối, chống tay và nâng người lên. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua cái buổi học ngày hôm nay. Bài học này là bài học cuối cùng rồi. Bạn cảm thấy thế nào? Cái chuỗi này tác động đến cơ thể của bạn thế nào? Và bạn cảm thấy dễ chịu không? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và nếu các bạn cảm thấy rằng cái chuỗi video này có ý nghĩa, hãy giúp Hoàng Nguyên chia sẻ đến mọi người xung quanh để giúp chúng ta có thể cân bằng lại cái nội tiết tố, trả lại làn da cũng như vóc dáng hoàn hảo cho chị em của mình nhé. Rồi, nếu các bạn muốn nhắn gửi gì đến Hoàng Nguyên hoặc là chúng ta có điều gì muốn nói, thắc mắc gì với Hoàng Nguyên thì chúng ta hãy comment xuống dưới nhé. Hoàng Nguyên cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với Hoàng Nguyên trong suốt hành trình 7 ngày vừa qua. Và hãy nhớ, chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành cùng nhau. Đừng dừng lại bạn nhé, chúng ta hãy tập luyện hàng ngày để có một vóc dáng cũng như là một tinh thần thoải mái, tuyệt vời. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Namaste. Bye bye.